sự gọn đồng phân ăn côn hay thi hóa học kỳ 2. Đây là một phương pháp cực kỳ bá đạo và rất là mong muốn là tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay có thể giúp thầy chia sẻ lại buổi học này và tác giúp thầy tất cả các bạn và các em vào đây, bởi vì nếu cái phương pháp này chúng ta không học thì lãng phí cả một cuộc đời học hỏi. Thế nội dung phương pháp này rất đơn giản đó các em ạ. Nội dung phương pháp rất đơn giản. Nó chỉ có tóm gọn như này thôi. 3 4 5 2 4 8. Có vậy thôi. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. Đây các bạn theo dõi nhá. Đây, từ từ đã, bây giờ mình phải khởi động đã. Trước khi mình vào mấy cái câu tìm đồng phân mà sử dụng phương pháp này, bây giờ chúng ta cùng khởi động và cùng comment đáp án cho thầy. Ở đây là những cái câu về ăn côn rất là dễ nào các bạn. Và để chúng ta tổng quan được rằng là cái vấn đề ăn côn trong đề thi trung học phổ thông quốc gia thì nó sẽ như thế nào nhá. Chất nào sau đây thuộc loại ăn côn no đơn chức mạch thở? Chất nào sau đây thuộc loại ăn côn no đơn chức mạch thở? Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem ạ. Anh nào thuộc loại ăn côn no đơn chức mạch thở? Những anh nào nhá, comment đáp án, vui lòng comment đáp án cho thầy biết xem là những anh nào là ăn côn no đơn chức mạch thở. Rồi, các bạn comment đáp án đi ạ. Rồi, no đơn chức mạch thở là không có nối đôi đúng không? Mà phải đơn chức, thằng này hai chức đúng không? Ăn côn phải nhóm OH đúng không? Vậy loại tiếp này. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án gì? Rất dễ. Mình khởi động các em ạ, mình khởi động trước khi mình vào guồng nhé. Chiến skill này nó sướng lắm. Và tất cả các bạn đang theo dõi buổi học ngày hôm nay đều chưa gặp nó bao giờ. Đấy là kinh điển. Tất cả các bạn học sinh lớp off, tất cả các bạn học sinh học lớp offline cũng như online của thầy ngày hôm nay mới gặp được phương pháp này. Câu số 2, công thức phân tử ăn côn đơn chức. Dễ. Chốt luôn đi cho thầy xem nào. Các em giúp thầy tắt tất cả các bạn các em vào đây nhá. Ăn côn ethylic ạ. C2H5OH. Vậy công thức phân tử là C2H6O. Đáp án đúng đáp án C. Ngon này. Câu 3. Gần đây rất nhiều trường hợp tử vong do phải uống rượu giả được pha chế từ cồn công nghiệp. Một trong những trường hợp độc hại của cồn công nghiệp chính là methanol. À, cái này chúng ta hay thi nhiều lắm. Công thức của methanol là CH3OH và tên gọi khác của methanol nó còn được gọi là gì ạ? Ancol methylic. Đáp án đúng là đáp án A các em nhá. Câu 4 ạ. Chưa, đây này bắt đầu sang anh Năm này. Anh Năm là tìm đồng phân, bạn nhìn chưa? Skill kinh khủng chúng ta bắt đầu xuất phát ở đây. Nhưng mà trước khi làm được đến câu 5, mình phải làm được câu 4 ạ. Tên gọi của ancol này là gì? Mình phải vẽ lại nhá. C này, OH. Thế nghĩ là câu này cũng rất nhiều bạn sai nhá. Bởi chúng ta phải nắm được đánh số. Đánh số của ancol là mình phải đánh số từ phía gần cái nhóm chức nhất. 1, 2, 3, 4. Nên nó là 3 metin butan 1 on. 3 metin butan 1 on. Đáp án đúng chúng ta đáp án B. Câu 5 nào. Đây. Hỡi các thánh đã từng đi tìm đồng phân, hãy comment đáp án cho thầy xem câu số 5 này các em chọn đáp án nào. Và sau khi comment xong đáp án, hãy ngồi nhìn thầy Minh chinh phục skill đồng phân này. Nhìn nhá. Comment đi đã. Chấp các em comment trước. Rồi thầy phang nó cho các em xem. Một skill duy nhất chinh phục mọi loại đồng phân của lớp 11 và lớp 12. Rất bá đạo và kinh điển. Dành tặng cho tất cả các bạn và các em ngày hôm nay. Đâu rồi các anh em offline, thầy đâu rồi, mạnh dạn comment xem nào. Thầy nói rồi, tối nay không học là một sự lãng phí cả cuộc đời các em. Chắc chắn luôn. Kể cả offline và online, tối nay không học là một lãng phí cả cuộc đời. Đừng lãng phí cuộc đời của mình trong cuộc đời học bạn. Các bạn nhìn nhá. Vừa nãy mình đọc thế nào nhỉ? 3 4 5 2 4 8. Các bạn nhìn này. 3 carbon. Chọn 2 luôn. Sợ không? Kinh khủng không? Nhìn nhá. Câu 6 nhá. Đố các bạn comment câu 6 đáp án gì đấy. Các bạn comment câu 6 đi. Nhanh lên. Thầy Minh chỉ mất chưa đến 5 giây để làm được câu này thôi. Không thuộc nhá. Nào,
Nếu làm cách bình thường là chịu gì, làm cách bình thường làm sao nhanh được như thế, nhưng đúng không? Nhưng cách siêu nhanh này, nhìn này, 4 carbon này, 3, 4, 5, 2, 4, 8, 4 có mấy? 4, chọn 1. Kinh sợ chưa? Khủng khiếp chưa? Dã man không? Đây là lý do mà tại sao mà khi thầy dạy tất cả các bạn lớp off của thầy và tất cả các bạn lớp on của thầy, khi các bạn comment đáp án, thầy đã biết được đáp án là ở trong đầu bao nhiêu rồi. Và thực ra năm nay là năm đầu tiên mà thầy dạy cho các bạn lớp 11 phương pháp này. Còn bình thường như các bạn lớp 11 là phải học theo thầy Minh, là phải học theo đánh số trước, là học xong đánh số lên lớp 12 thầy mới dạy phương pháp này. Nhưng năm nay là năm đặc biệt, thầy dành tặng cho các bạn lớp 11 skill kinh điển này. Sợ không? Phần hay còn ở cuối cơ. Phần hay ở cuối cơ, nó chưa xong đâu. Nhưng trước khi sang được những cái phần hay hơn, mình phải làm được một vài câu lý thuyết đã. Câu số 7 nào. Cặp các chất đồng đẳng của nhau. Tại sao thầy lại cho câu này trong này? Bởi vì thực ra nhé, khi các bạn mà học và làm những câu này này, các bạn học không chắc. Có rất nhiều bạn bây giờ đã học xong chương trình lớp 12 rồi, hoặc chạm chương trình lớp 12 rồi, nhưng mà bản chất của các em không chắc. Các em không nắm chắc được đồng đẳng là gì. Các em học theo kiểu mơ ngủ ấy. Trong quá trình thầy đi dạy thì gặp rất nhiều bạn như thế. Các bạn ấy bảo là thầy ơi, em học đến chương ST rồi mà bây giờ mới có tháng 3. Thế xong quay lại cho bạn ấy, các bạn đấy làm bài kiểm tra về Ancan và Anken, Ankin. Ui khóc hết. Chỉ được có 7-8 điểm. Thế có phải là rỗng không ạ? Ôi, câu chuyện này tồn tại ở nhiều lắm. Thế nên là thầy muốn dùng cái buổi học ngày hôm nay để nhắn nhủ với các em rằng là các em học nhanh hay các em học chậm không quan trọng. Nhưng điều quan trọng là các bạn phải học chắc kiến thức và phải hiểu bản chất. Bởi vì nếu các bạn không hiểu bản chất thì các bạn sẽ chẳng có gì trong cuộc đời này cả. Các bạn sẽ không được điểm cao môn hóa đâu. Điều chắc chắn. Câu 7. Các cái chất đồng đẳng của nhau. Điều kiện để là đồng đẳng của nhau thì nó phải là có cấu trúc tương đồng nhau. Nhá. Các bạn nhìn này, anh X này OH đính vào vòng thơm nên nó là họ phenol. Anh Y này OH đính vào vòng thơm nên nó cũng thuộc họ phenol. Nhá. Nhưng anh Z này OH đính vào carbonol nên nó thuộc họ ancol. Nên nhiều bạn tưởng là đáp án D đúng nhưng không phải. Đáp án đúng chúng ta chỉ có X và Y thôi. À. Kinh chưa? Các bạn nhìn hoàn toàn nó hơn kém nhau một cái nhiều nhóm C2 đấy. Nhưng nó không phải bởi vì cấu trúc nó không tương đồng. Hai anh này về mặt tính chất hóa học là tác dụng với NaOH điều kiện thường, của anh ancol thì chắc chắn là không bao giờ tác dụng với NaOH ở điều kiện thường. Đúng không? À, câu số 8. Chất nào sau đây hòa tan được CO2 lần ạ? Tạo ra dung dịch màu xanh thẫm nhá. Câu này dễ lắm, nhưng mà câu này là của lớp 11 nhưng nó lại rất hay thi ở lớp 12 và nó quan trọng với lớp 12 nên thầy mới cho ở đây để thầy nhắn nhủ với các em rằng là lý thuyết các bạn phải học chắc. Ở đây chúng ta có một cái chú ý rằng là những cái anh ancol ấy, ancol, chú ý mà thầy vẫn hay dạy các bạn của thầy là ancol đa và kè nhá. Được chưa? Thì luôn luôn tác dụng với dung dịch COH hay lần để tạo thành dung dịch phức xanh. Ethanol CH5OH một nhóm chức không thuộc đa vứt, HCl vứt, phenol đơn chức vứt, vậy chỉ còn ethylene glycol. Các bạn nhìn này, hai nhóm OH là thỏa mãn đa, hai nhóm OH nằm cạnh nhau, vậy là kẻ, nên đáp án đúng là đáp án C. Và chúng ta có là ethylene glycol và glycerol thì luôn luôn tác dụng với COH lần tạo thành dung dịch màu xanh thẫm nhá. Câu 9 là thuốc thử để phân biệt ethanol và phenol thì chắc chắn là dung dịch brom rồi. Bởi vì ethanol thì không làm brom đổi màu, còn phenol thì làm mất màu dung dịch brom nhá. Chú ý cho thầy, phenol thì làm mất màu dung dịch brom. Và nó lại quay trở lại với skill tìm đồng phân của thầy Minh câu số 10. Các bạn hãy sử dụng các phương pháp cũ của các bạn để tìm đồng phân câu số 10 này đi. Và comment cho thầy cái đáp án thế nào. Này, cấm dùng cách mới của thầy nhá. Sẽ mất bao nhiêu giây? Đú sẽ mày hơn này. Thực ra thì các bạn lớp 11 thì bây giờ mới biết phương pháp này thôi, chứ còn các anh chị lớp 12 học thầy
Rất nhiều anh chị lớp 12 học offline và học online thấy ngay từ đầu thì cái phương pháp này là một trong số những phương pháp mà các anh chị bắt buộc phải nắm chắc ngay từ đầu để mà các anh chị on top. Đấy là lý do mà tại sao học sinh của thầy Minh lúc nào cũng đạt điểm cao, lúc nào thì điểm cao. Và niềm hạnh phúc của thầy là giúp cho tất cả các bạn đạt điểm cao. Nào, comment cho thầy nào. Ôi dồi ôi, đứa thì 7, đứa thì 9, thấy không? Sai, kinh khủng không? Các bạn cứ mạnh dạn comment đi, bởi vì các bạn comment chắc chắn sai. Và không nhanh được bằng thầy. Hạch đạo nha. Nhớ vừa nãy dạy gì không? 3, 4, 5, 2, 4, 8, nhìn này. 5 có mấy? 5 có 8. Chọn 8. Nhiều bạn bảo thầy ảo à? Thầy chứng minh cho các em xem nhé, là tại sao 5 có 8 nhé. Đây nhé, nhìn nhé, nhìn nhé. Nhìn này. Chứng minh cho xem này. C5 có 5 carbon này. Đây, 3 mạch chính. Mạch này nữa. Đồng phân ancol gì? Là nhóm OH đúng không? Đính vào carbon khác nhau. Trục đối xứng. Trục đối xứng. 1 2 3 đúng không? Tương đương các số này là các cái vị trí để nhóm OH đính vào. 1 2 3 này. 4 5 6 7 này. 8 8 8 8 đúng tăng phân không? Phương pháp đánh số này là phương pháp mà thầy dạy cho lớp offline và lớp online của thầy. Còn ngày hôm nay, cái buổi ngày hôm nay là thầy dạy cho các bạn cái phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh, bá đạo trên từng hạt gạo. Ao trình. Ao trình về phương pháp này. Các bạn có thể sử dụng nó tìm đồng phân cho ancol, anhydride, axit ba loại. Và cái nội dung phương pháp này thì đã chứng minh bằng một video ở bên trên YouTube. Các bạn có thể search cái video đấy. Video đấy thầy quay từ lâu lắm rồi. Và các bạn có thể search và bọn vào đấy là phương pháp này là do thầy Minh nghĩ ra. 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhá. Các bạn có thể vào các bạn xem. Trên YouTube. Em chỉ cần search là tìm đồng phân siêu nhanh Minh Myelin ra luôn video đấy luôn. Và các bạn sẽ hiểu lúc ở trong phương pháp đấy thầy giảng cho các bạn hiểu là tại sao 3, 4, 5, 2, 4, 8. Nhá. Trong phương pháp đấy thầy giảng cho các bạn hiểu là tại sao 3, 4, 5, 2, 4, 8. Còn cái nội dung cái buổi học ngày hôm nay thầy không giảng cho các em 3, 4, 5, 2, 4, 8. Mà thầy giúp chúng ta ứng dụng 3, 4, 5, 2, 4, 8 với tìm đồng phân ancol. Anh không? Thế ngay từ đầu thầy bảo là đây là một video buổi học. Mà nếu các em không học, lãng phí cả cuộc đời học ngoại. Câu 11. Thôi, chuẩn bị sang cái level cao hơn nhé. Trước khi sang level cao hơn, chúng ta giải trí với một vài câu lý thuyết. 20 tin pentan 1 on ạ. 2-metin pentan 1 on pentan này. 2-metin OH đây. 1 2 3 4 5 6 C6 H14 O Z. 12. Chất tác dụng với natri đã là có nhóm OH. Rồi, OH. Thế thằng này không tác dụng vớt. Tác dụng với CO2 2 lần là phải OH đa kè. Đa kè, đây, thằng này đa kè này, được. Thằng này có đa đấy, nhưng không kè cách nhau với thằng CH2, vứt. Thằng này kè chưa? Cùng đính hai carbon cạnh nhau, kè. Cùng đính hai carbon cạnh nhau, kè. Anh này vứt rồi. Anh này vứt rồi. A, C, D. A, C, D, đáp án đúng đáp án. À. Câu 13. Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây ạ? Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây ạ? Phenol các bạn chú ý cho thầy nhé. Phenol của chúng ta là C6H5OH. Nó có tính axit yếu. Nó có tính axit yếu. Và do nó có tính axit yếu nên nó tác dụng được với dung dịch kiềm. Nên nó tác dụng được với cao OH. Đáp án B bỏ. Nào 14, 14, 14 comment cho thầy đáp án 14 đáp án gì. 14 nha, đáp án gì ạ? 14 ạ. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học này. Và nhân tiện ở đây thì cũng giới thiệu cho các bạn và các em được biết rằng là sắp tới thầy sẽ khai giảng một cái khóa học online, live stream một tuần, hai buổi dành cho tất cả các bạn học sinh lớp 11 muốn ôn thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Và cái khóa học này của thầy được chia thành 3 giai đoạn tương ứng với lại 3 khóa nhỏ, là một là khóa nền tảng, hai là khóa tổng ôn và ba là khóa luyện đề. Bạn nào muốn tìm hiểu về các cái khóa học này thì có thể vui lòng inbox cho fanpage của thầy Minh, tất cả các fanpage mà các em đang theo dõi. Nhất là fanpage thầy Minh Myelin Hóa học. Đây là fanpage chính của thầy và được thầy trực tiếp trả lời
mọi thắc mắc cho các em. Nếu bạn nào muốn đăng ký các khóa học sớm online, chinh phục sớm trên con đường trung học phổ thông quốc gia và nắm chắc tất cả những cái kiến thức nền tảng và sở hữu toàn bộ các skill giải cực kỳ nhanh, trọn vẹn 11 năm, 12 năm kinh nghiệm luyện thi trung học phổ thông quốc gia của mình, thì có thể tìm hiểu inbox bằng cách inbox cho fanpage thầy mình Miền Liên Hóa Học. Quảng cáo vậy thôi. Bây giờ chúng ta vào tiếp câu chuyện chúng ta 14. Số chất đồng phân có công thức phân tử C3H8O. Câu này rất hay. Tại sao thầy để cho câu này vào đây? Khi các bạn chú ý rằng là khi một cái bài tập mà nó hỏi là một anh là CnH2n cộng 2O có bao nhiêu đồng phân, thì mình phải nghĩ đến đồng phân ancol. Và một song hành ancol là ete. Ancol này có dạng là ROH. Thì mình đưa cái anh C3H8O này về là C3H7OH. Và mình sử dụng skill. Skill gì ạ? 3, 4, 5, 2, 4, 8 của thầy mình. 3 có mấy? 2. Nên anh này sẽ có 2 đồng phân ancol. Rất ngon lành. Nhưng sang đồng phân ete là một cái mà các bạn chưa được biết, chưa được nắm. Nó có dạng R1O, R2. Có trục đối xứng R1, R2 thay đổi là tạo, là không tạo thành chất mới. Và bạn nhìn thấy cho thầy là R1 cộng R2 ở đây điều kiện nó sẽ bằng 3. R1 cộng R2 bằng 3. Và điều kiện của R1 là lớn bằng 1, R2 là lớn bằng 1 bởi vì nó đều là carbon. Vậy tại đây thầy phân tích. Thầy phân tích các bạn nhìn nhá. 3 thì bằng 1 cộng 2 hết rồi. Thế nhưng ở đây thầy chỉ có 3, 4, 5 tương với lại 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon. Chứ không có 1, 2. Thì trong cái phương pháp của thầy Minh, thầy Minh đã chứng minh 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1. 0, 1, 2 chỉ có 1 và 1. Vậy này, 1 có 1, 2 có 1. 1 x 1 bằng 1. 1 đồng phân ete. Và ngay tức mình chọn 2 đồng phân ancol cộng 1 đồng phân ete, chúng ta sẽ có 3 đồng phân. 14 đáp án D các em ạ. 14 đáp án D các em ạ. Toang chưa? D ạ. 15 nào. 15 nào. Comment cho mình đáp án cho 15 này. Đây là một buổi học mà nếu các em không theo dõi thì các em lãng phí cả cuộc đời học hóa. Và phương pháp này không chỉ áp dụng cho mỗi kiểu đồng phân ancol mà từ giờ trở sau thì mình sẽ áp dụng cho tìm tất cả mọi loại đồng phân. Và nhớ theo dõi mọi cái buổi live tìm đồng phân của thầy nhé. Ô các bạn bảo ảo ma Canada đây, thì vẽ cho em xem cho đúng là mà bao nhá, thì vẽ cho xem. Đây. Đây, các bạn không tin gì các bạn hay vẽ gì? Đây vẽ cho xem nhá. Nhìn này. 1 2 3 đúng chưa? Nhưng mà cái thầy Minh không cần phải vẽ. Câu chuyện vẽ là câu chuyện quá nhục nhã. Ta có skill chúng ta cũng đủ phương pháp để làm. 15. Non để mình chinh phục nhá. Số 10 gì? Ancol. 3 4 5 2 4 8 4 có 4, 4 ancol. Ete. Tách 4 thành tổng có 1 cộng 3 2 cộng 2. 0, 1, 2 có 1. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. 3 này. 3 cộng 4 bằng 7. Ôi dồi, học như học sinh tiểu học. Học như học sinh tiểu học luôn. Ba bạn thấy rằng là nếu sở hữu skill này chúng ta sẽ là trùm trường ạ. Comment em mạnh mẽ lên xem nào. Skill này của thầy Minh sẽ giúp các em trùm lớp, trùm trường, trùm tất cả mọi nơi mà các em đứng. 16. 16 nào các em. Bá đạo trên từng hạt gạo. Đây là một cái phương pháp mà nếu các em nắm được thì các em không phải chỉ sử dụng cho tìm mỗi đồng phân ancol đâu. Như thầy Minh đã nói,
ancol, ete, amide, axit, bốn cái loại đồng phân của lớp cả ceton nhá, năm cái loại đồng phân của lớp 11 là ăn ngon. Cộng với lại hai tất cả các thể loại đồng phân este của lớp 12, tất cả các thể loại đồng phân lớp 12 gần như là nằm gói trong lòng bàn tay của em với skill này. Đến nó lên trên lớp của em ngồi phong thái nó sướng. Hãy liên lạc với các học sinh cũ của thầy mình để biết thêm về phương pháp này, sẽ nó bá đạo như thế nào. Các bạn có thể hỏi, hỏi 345248 thầy Minh đồng phân, các anh chị đều biết hết. Có bao nhiêu hợp chất hữu cơ công thức phân tử là C5H12 đồng phân cấu tạo nhau? Úc, bây giờ không có đứa nào dám comment đáp án luôn. Sợ thế. Nom nha, đây là một nỗi sợ hãi của các bạn đúng không? Có đúng là các bạn đang sợ không? Cách tốt nhất để mình thành công là mình đi xuyên qua nỗi sợ. Đi xuyên qua nỗi sợ thế nào? Đây mình có nha, này. Nhìn này, nhìn kỹ. Nha. Ăn cồn nè. 3, 4, 5, 2, 4, 8, 5. 8 đồng phân ăn cồn. Được chưa? 2, ete. Ete. 5 thế. Tổng nhá. 1 cộng 4, 2 cộng 3. 0, 1, 2 chỉ có 1. 3 có 2 đi. 3 có 2. 4 có 4. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 4 cộng 2 bằng 6. 6 cộng 8 14. Kinh điển không các em? Kinh điển không các em? Dã man tàn bạo không? Nốt nha, nhìn này 17 này. Còn kinh điển hơn nữa cơ. C4H10O có số đồng phân ancol bậc 1 là bao nhiêu? Đây là lý do tại sao lúc thầy dạy offline ấy, thầy thấy các bạn ấy làm sai, thầy chỉ cười tủm tỉm. Nhá. Lúc mà thầy dạy offline, thầy thấy các bạn làm sai thầy cười tủm tỉm. Các bạn làm xong phát thầy nhìn phát thầy biết là các bạn làm sai rồi. C4H10O bao nhiêu, chú ý, kem chú ý điều kiện nha, ancol bậc 1. Vậy là mình phải nắm được cái dạng ancol bậc 1 nhá. Mình phải nắm được cái dạng ancol bậc 1 nhá. Ancol bậc 1 là gì ạ? Có dạng là RCH2OH, ancol bậc 1 là OH đính vào carbon bậc 1. Vậy thì mình biến đổi C4H10O là về C3H7CH2OH. Đây này, thằng này cắm vào. Vậy là 3 thôi. 3 4 5 2 4 8. 2. Đây là cái phần để ở trong cái phần là áp dụng tìm đồng phân 345248 bậc cao. Nâng cao. Các bạn tìm đồng phân 345248 nâng cao. Kinh không ạ? Nào câu 18 xem nào. Câu 18 xem nào. Các bạn để chọn xem câu 18 đáp án gì thì mình hướng dẫn như vậy rồi. Mà không chọn được câu 18 đáp án gì thì hơi buồn. 18 ạ. C5H12O có số đồng phân ancol bậc 1 là bao nhiêu? Bao nhiêu nào? Bao nhiêu ạ? Comment cho thầy một cái đáp án rất là mạnh mẽ đấy. Đi xuyên con nỗi sợ hãi. Nào. Mình có gì? Đưa về ancol bậc 1 nhá. C4 H11 CH2 OH. Cháu này gái vào đây đúng không? Đọc nào. 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 có 4. Xịn chưa? Kinh điển chưa thầy? Thầy nghĩ là từ đầu đến giờ có thể là ban đầu là các bạn sẽ không biết cái phương pháp này, nhưng mà bây giờ thì thầy thấy rằng là tất cả các em đều comment đúng rồi. Rất tốt. Mặc dù là các em chưa hiểu được phương pháp này đâu, nhưng các bạn đã ứng dụng được rồi. Còn muốn hiểu hơn thì lên YouTube của thầy search nhá. Muốn hiểu là tại sao phương pháp này như vậy nhá, thầy chứng minh rồi. Tại sao nhá? Thì lên YouTube search là phương pháp tìm đồng phân siêu nhanh Minh Myelin ra luôn. 19 ăn côn bậc 2. 19 ăn côn bậc 2 cần những bạn IQ cao một chút. 19 á. Bao nhiêu đồng phân ăn côn bậc 2?
Ăn con vật hai. Ăn con vật hai. Ăn con vật hai thì có dạng gì? Đây này, các bạn nhìn nhá, thì gợi ý này, ăn con vật hai có dạng gì này? R1 CH OH R2 đúng không? Phải đính vào carbon bậc 2 đúng không? Đây, cái câu này là nằm ở trong ứng dụng, nó thì sẽ nằm ở trong cái phần là phương pháp xác định đúng phân 3 4 5 2 4 8 nâng cao. Đấy, cách suy luận nó. Thì R1 vẫn phải lớn bằng 1 carbon và R2 phải lớn bằng 1 carbon. Thì tương tự mình sẽ có là R1 cộng R2 này bằng, các bạn nhìn nhá, 4 này bỏ đi 1 carbon đây thì bằng 3 thôi. 3 thì chỉ có bằng 1 cộng 2 thôi. Mà 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1 nên đây có 1, đây có 1, 1 nhân 1 bằng 1. Đúng không ạ? Vậy suy ra ở đây nó chỉ có một đồng phân ăn con bậc 2, đáp án E 1. Ha ha ha. Nhiều đứa bị lừa kìa. Chỉ có một thôi. Nào, câu chốt 20. Câu chốt 20 ạ. Bao nhiêu đồng phân ăn côn bậc 2 có cùng công thức phân tử C5H12O? Câu chốt. Câu chốt R1 CH OH R2. Nào gợi ý nào, R1 cộng R2 bằng mấy? Bằng 4. Bỏ một carbon đấy rồi. 4 bằng mấy cộng mấy? Ui, câu chuyện bây giờ chỉ là 4 bằng mấy cộng mấy thôi. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Thầy rất là mong muốn tất cả các bạn và các em đã và đang theo dõi buổi học này thì giúp thầy chia sẻ lại video này lại về tường. Bởi vì khi các em chia sẻ lại thì lúc các em quên phương pháp này thì các em còn có cái để các em theo dõi lại. Bởi vì sau like này thầy sẽ ẩn video này. Sau like này video sẽ được ạ. Và các em sẽ không thể nhìn nó ở bên trên fanpage của thầy nữa. Bởi vì đây là một phương pháp cực kỳ bá đạo. Nó phá đạo luôn. Nào, mình có 1 cộng 3 đúng không? 2 cộng 2 đúng không? 0, 1, 2 chỉ có 1, 1, 1. 3 có 2, 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 bằng 3. Ngày hôm nay thì mình đã giúp cho các bạn, đã khai sáng cho các bạn một phương pháp tìm đồng phân cực kỳ siêu nhanh. Và phương pháp này nó sẽ có ý nghĩa để giúp cho tất cả các bạn và các em có thể tìm được mọi loại đồng phân từ giờ cho đến năm lớp 12 và sử dụng nó trong lớp 12 luôn. Và nó là bộ công cụ chính để tìm đồng phân cho lớp 12. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học của thầy Minh dành cho lớp 11 nhá, thì có thể inbox cho fanpage thầy Minh Miền Hóa Học.